Chào mọi người, mình sẽ giới thiệu về dòng tủ chống ngẩm Anbon AD90S. Đây là dòng tủ 90 lít, dòng tủ mới nhất 2022. Nó sẽ có một cái đồng hồ chạy bằng điện, số điện tử, bên cạnh đó là các cái phím chỉnh độ ẩm nằm bên cạnh luôn. Ta chỉ cần bấm phím sét 2 lần và chỉnh độ ẩm theo ý muốn, rồi bấm phím sét cố định lại 1 lần nữa. Bên cạnh đó nó sẽ có đèn led để cho mình lấy đồ, mình bấm hoặc là mình tắt đi đều được hết. Cửa kính là cửa kính cường lực rất là chắc chắn và cửa hít rất là tốt. Đây là tay cầm. Khi nào chúng ta mua về thì chúng ta sẽ tháo cái ốc ra để chúng ta đưa ra ngoài. Còn bây giờ là nó mới á, cho nên là nó sẽ nằm ở phía trong để vận chuyển cho nó dễ. Còn sẽ có 3 khay. Mỗi khay là sẽ có một cái miếng xốp để đựng đồ chống trầy. Mỗi tủ sẽ có hai chìa khóa và một adapter đi kèm. Hai chìa khóa để khóa tủ và một adapter đi kèm. Thì adapter này thì chúng ta sẽ ghim điện thường xuyên. Mỗi năm nó sẽ tốn khoảng dưới 10 kg điện thôi, tại vì nó chạy bằng IC hút ẩm mà, không có tốn điện nhiều. Mọi người cứ cắm điện thoải mái. Trọng lượng của tủ này là 13,95 kg với kích thước là 44 44, 45 và 74. Dòng tủ mới nhất 2022. 90 lít.